Xin chào tất cả em. Ở video giảng hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ tiếp tục đi vào các bài tập ở trong sách giáo khoa của bài ôn tập cuối năm chương trình hình học lớp 7 nhé. Chúng ta cho tam giác cân ADC. Cân tại D, tức là DA bằng DC, hai gạch này bằng nhau. Hai gạch này bằng nhau tức là hai góc này bằng nhau, người ta cho mỗi góc bằng cho góc ACD. Tức góc này bằng 31 thì góc này cũng bằng 31 độ. Trên cạnh AC lấy một điểm B, đây, sao cho góc ABD bằng 88 độ. Từ C kẻ một đường thẳng song song với AD. Từ C kẻ một đường thẳng song song với BD. Cắt AD ở E. Hãy tính các góc, thứ nhất là tính góc DCE. DCE góc này. Như vậy, vì CE song song với BD. CE này song song với BD nên các em sẽ suy ra được góc A. Góc ACE này, tức hoặc là góc BCE này, cái góc này thì nó sẽ bằng với góc ABD. Hai góc này bằng nhau ở vị trí là đồng vị. Góc này này, cả góc lớn này lại bằng cả góc lớn này, vị trí đồng vị. Đúng không? Vì CE song song với BD nên các em sẽ suy ra được góc ACE thì nó sẽ bằng ABD bằng 88 độ ở vị trí đồng vị. Hai góc này là hai góc đồng vị. Mà ta biết được là góc BCE này hoặc là góc gì BCD này cộng với DCE này. Đây này, BCD này. Cộng với DCE này. Thì bằng góc là ACE, tức là nó lại bằng góc này, đúng không ạ? Cái góc nhỏ này này cộng với cái góc nhỏ này thì bằng góc này, bằng góc ACE. Từ đây các em muốn tìm góc DCE thì các em lấy góc ACE, các em trừ đi góc BCD, suy ra góc DCE sẽ bằng ACE đâu? ACE trên này 88 độ trừ đi B BCD theo bài ra góc này bằng 31 độ. 88 trừ đi 31 bằng 57 độ. Như vậy ta tìm được góc DCE bằng 57. Sau khi tìm được góc này rồi, ta cần tìm góc là DEC, tức là tìm cái góc bên này. Góc này chúng ta vừa tìm được là 57 độ này. Muốn tìm góc này thì em tìm góc này đi, đúng không ạ? Góc này này thì bằng góc này, bởi vì hai góc này ở vị trí gì? Đồng vị này, đúng không? Thế thì em xét tam giác, cái tam giác ADC có góc C này bằng 31 độ thì em cũng sẽ suy ra được góc A bằng 31 độ, bởi vì là cái tam giác này là tam giác cân, đúng không ạ? Cái tam giác, xét tam giác ADC cân tại D nên là các em sẽ suy ra được góc A này. Góc A thì nó sẽ bằng với góc là ACD, cái góc A bên này bằng ACD. Đúng chưa? Tam giác này cân, vậy suy ra góc A bằng góc C. Mà góc C người ta cho bằng 31, như vậy hai góc bằng 31 độ. Rồi, tiếp tục các em xét cho cô tam giác ABD. Tổng ba góc của tam giác thì bằng bao nhiêu? 180, đúng không ạ? Có góc A này,
cộng với góc ABD này. Cộng với góc ADB này. Tổng ba góc tam giác thì bằng 180. Từ đây các em muốn tìm góc ADB. Thì sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A này cộng với lại góc ABD này. Như vậy ta có góc ADB bằng 180 độ. Góc A ta vừa tính bằng 31 độ này. ABD để người ta cho bằng 88 độ này. Vậy các em lấy 31 cộng 88. 31 cộng 88 119 trừ đi 180. Lấy 180 trừ đi 119 61 độ. Bằng 61 độ. Mà mặt khác ta lại có là góc gì? DEC này thì lại bằng góc ADB. Bởi vì hai góc này ở vị trí đơn vị, đúng không ạ? Cái góc này này. Nó lại bằng góc này, vị trí đơn vị. Vậy góc này cũng sẽ bằng góc này bằng 61 độ. Đến đây bạn nào cần có thể dừng video giảng của cô ở đây một chút nhé. Góc này là góc DEC. DEC thì lại bằng góc ADB ở vị trí đơn vị. Nên các em sẽ suy ra được góc DEC cũng sẽ bằng 61 độ. Như vậy chúng ta vừa tính ra góc này bằng 61 này. Bây giờ trong cái tam giác CDE cạnh nào lớn nhất? Như vậy các em xét trong tam giác CDE tổng ba góc của tam giác này thì sẽ bằng 180 để các em tìm ra góc D, đúng không ạ? Sang câu B, các em xét cái tam giác CDE. Trong cái tam giác CDE này thì có góc C này cộng với góc D này cộng với góc E này. Góc C này cộng với góc D này cộng với góc E này bằng 180 độ. Đúng không? Cái góc C ở trong cái tam giác CDE này, góc này bằng 57 độ này cộng với góc D này cộng với góc này bằng 61 này. Tương đương với 57 độ này cộng với góc D này cộng với 61 này bằng 180. Từ đây các em sẽ suy ra D bằng 180 độ trừ đi 57 độ cộng 61 độ. 180 trừ đi 57 trừ tiếp đi 61 62 độ. Các em tìm được cái góc này bằng 62 độ. Như vậy vì này 62 độ thì lớn 61 độ lớn hơn 57 độ. Cái mối quan hệ giữa góc với lại cạnh đối diện, đúng không ạ? Đối diện với góc lớn hơn sẽ là góc lớn hơn. Như vậy CE này nó sẽ lớn hơn CD và lớn hơn ED. Được chưa? Vì này 62 độ lớn hơn 61 độ lớn hơn 57 độ. Nên suy ra đối diện với 62 chính là CE, đối diện với 61 là CD, đối diện với 57 là DE. Như vậy suy ra CE lớn hơn CD và lớn hơn DE. Đây là mối liên hệ giữa góc với lại cạnh đối diện. Đấy, đây là mối liên hệ giữa góc và cạnh đối diện. Kem ghi vào mối liên hệ. Cô đọc cái em ghi tiếp nhé. Mối liên hệ giữa góc và cạnh đối diện. Đấy, đối diện với góc lớn hơn sẽ là cạnh lớn hơn. Mối liên hệ giữa góc và cạnh đối diện. Như vậy, người ta hỏi cái em ở đây câu B, người ta hỏi là gì? Cạnh nào là cạnh lớn nhất? Vậy trong tam giác CDE,
CE sẽ là cạnh lớn nhất. Vậy cái tam giác CDE thì nó sẽ có CE là cạnh lớn nhất. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cái bài tập số 6. Bạn nào cần có thể dừng video giảng của cô một chút, để tiếp theo là cô và các em sẽ cùng sang bài tập số 7. Ta sẽ cùng sang bài tập số 7 như sau. Từ một điểm M trên tia phân giác của góc nhọn XOY, kem vẽ cho cô một cái góc nhọn XOY. Đây góc nhọn, đây là phân giác, đúng không ạ? Đây cô chia thành góc O1 và góc O2. Lấy một điểm M trên tia phân giác, ví dụ điểm M lấy ở đây. Kẻ đường vuông góc với cạnh OX tại A qua M đấy. Qua M các em kẻ một đường vuông góc với OX. Cắt OX tại A. Đường thẳng này cắt cạnh OI tại B. Hãy so sánh hai đoạn thẳng. Chúng ta cần so sánh OA và AM. Vì này, cái góc O này là góc nhọn. Cả cái góc O lớn này là góc nhọn này. Vì góc O, O lớn này nhỏ hơn 90 độ, góc nhọn tức là nhỏ hơn 90 độ, nên suy ra mỗi góc O1, hai góc O1 bằng O2, mỗi góc nó sẽ nhỏ hơn 45 độ, đúng không ạ? Cả hai góc này bằng nhau và đều nhỏ hơn 45 độ. Vì nếu mà hai góc này bằng nhau bằng 45 độ ấy, thì góc này phải là góc vuông, đúng không? Nhưng mà người ta cho góc nhọn, như vậy mỗi góc này đều phải bằng nhỏ hơn 45 độ. Kem xét trong tam giác AOAM, xét cái tam giác OAM. Cái tam giác này có góc A này, cô đặt đây là M1 đi. Góc A cộng với O1 cộng với M1. Thì bằng 180 độ. Đây là tổng 3 góc của tam giác. Mà góc A, đề bài người ta cho là góc A vuông rồi, đúng không ạ? Từ đây các em sẽ suy ra được O1 này cộng với M1 này bằng 180 độ trừ đi góc A. Tức bằng 180 độ trừ đi 90 độ. Như vậy ta sẽ suy ra được O1 cộng với M1 sẽ bằng 90. Tổng hai góc này bằng 90. Mà góc O1, ta đã chứng minh được O1 nhỏ hơn 45 độ. O1 nhỏ hơn 45 độ, vậy suy ra M1 nó phải lớn hơn 45 độ để khi cộng với nhau nó mới ra 90, đúng không? Suy ra M1 nó phải lớn hơn 45 độ. Đây này, nếu như mà cái này bằng 45 nhá, nếu cái này bằng 45 thì cái này bằng 45, để tổng bằng 90. Cái này nhỏ hơn 45 thì cái này phải lớn hơn 45. Như vậy từ đây thì chúng ta sẽ suy ra được là O1 nhỏ hơn 45, M1 lại lớn hơn 45. Như thế thì chúng ta sẽ suy ra được góc M1 nó sẽ lớn hơn góc O1, đúng không? Góc M1 này lớn hơn góc O1, vậy đối diện với góc M1
chính là OA. Từ đây suy ra là cạnh OA. Nếu xe em lớn hơn, đối diện với cạnh lớn hơn này, đối diện với góc lớn hơn sẽ là cạnh lớn hơn, sẽ lớn hơn AM. Đúng không ạ? Đấy, suy ra OA lớn hơn AM. Chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cái ý đầu tiên. So sánh OA và MA. Vì chúng ta vừa chứng minh được M1 lớn hơn O1, mà cạnh đối diện với M1 là OA, cạnh đối diện với O1 là MA, như vậy OA lớn hơn MA. Đây là mối liên hệ giữa cạnh, giữa góc và cạnh đối diện. Theo cái mối liên hệ và cạnh đối diện. Đấy. Như thế là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài 7A. Sang bài 7B như sau. Bạn nào cần thì hãy dừng video giảng của cô ở đây một chút nhé. 7B. Hãy so sánh hai đoạn OB và OM. Đây, OB này và OM. Vậy thì ta có này, góc M1 đây này, ta có câu B. Vì góc M1 cộng với góc O1 bằng 90 độ. Cái này là theo câu A. Theo câu A ta đã chứng minh được là M1 cộng với O1 bằng 90. Bởi vì góc này bằng 90 này, góc A này bằng 90. Vậy tổng hai góc này bằng 90. Tổng hai góc này bằng 90, như vậy là mỗi góc này phải là góc nhọn, đúng không? Không thể là góc vuông được, đúng không? Vậy suy ra là góc M1 nó phải nhỏ hơn 90 độ. Và O1 cũng phải nhỏ hơn 90 độ. M1 nhỏ hơn 90 độ. Như thế thì cô sẽ suy ra được là góc, cái góc này là góc nhọn này. M1 ta vừa chứng minh nó là góc nhọn, thì chúng ta sẽ suy ra được là góc OMB, tức là góc M2 này. M1 bằng 90 độ. Vậy suy ra là góc OMB nó phải lớn hơn 90 độ. Bởi vì là cái góc này này, nó kề bù với góc nhọn. Tổng của cái góc này này, của cả cái góc M này là bằng 180. Mà góc này là góc nhọn thì suy ra góc này phải góc tù, đúng không ạ? Đấy, bởi vì nó kề bù với góc nhọn. M2 thì kề bù với M1, mà M1 này nhỏ hơn 90 thì M2 phải lớn hơn 90. Lớn hơn 90 tức là cái góc M2 này là góc tù. Kem xét trong tam giác OMB, xét cái tam giác OMB có góc M, có góc M2 này này, là góc tù. Là góc tù. Vậy trong một tam giác mà cạnh đối diện với góc tù sẽ là cạnh lớn nhất, đúng không ạ? Suy ra OB sẽ là cạnh lớn nhất. Đối diện với góc tù đây, OB này. Suy ra OB là cạnh lớn nhất. Mà OB là cạnh lớn nhất thì hãy so sánh OB với lại là OM. Vậy cạnh OB sẽ lớn hơn cạnh OM. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 7. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài tập số 8. Bạn nào cần hãy dừng video giảng của cô đấy một chút nhé. Cô có bài tập số 8 như sau. Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường phân giác BE. Đây. Kem vẽ một cái tam giác ABC vuông tại A.
Đây là điểm K. Đầu tiên câu A người ta bắt yêu cầu các em chứng minh tam giác ABE bằng tam giác HBE. Chứng minh hai tam giác này bằng nhau. Cô vẽ nó hơi lệch này. E này nó lệch hơi lệch ra đây. Ta cần chứng minh tam giác ABE bằng tam giác HBE. Thế muốn chứng minh hai tam giác này bằng nhau thì các em đi xét hai tam giác thôi. Người ta cho đây là phân giác, tức là hai góc này bằng nhau. Các em xét luôn hai tam giác câu A. Xét luôn tam giác là ABE và tam giác HBE. Hai cái tam giác này có này, góc A bằng góc H bằng 90 độ, phải không nào? Góc A bằng góc H cùng bằng 90 độ, tức là tam giác vuông. Thứ hai là góc B1 thì bằng góc B2. Hai góc này bằng nhau theo giả thiết đây là tia phân giác, đúng không ạ? B1 bằng B2 theo giả thiết cạnh huyền BE chung. BE chung. Từ đây thì các em sẽ suy ra được hai tam giác này nó sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh huyền này, góc nhọn, đúng không? Như vậy suy ra tam giác ABE, ABE sẽ bằng với tam giác HBE. Hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền, góc nhọn, cạnh huyền, góc nhọn. Thế hai tam giác bằng nhau thì chúng ta đã chứng minh xong được câu A. Sang câu B. Câu B chúng ta cần chứng minh những gì ở đây? Chứng minh BE là đường trung trực của chứng minh BE là đường trung trực của AH. Ta cần chứng minh này, BE là trung trực của AH. Vậy từ cái tam giác ABE, tam giác ABE bằng với tam giác HPE. Cái này là theo câu A. Đúng không? Hai tam giác bằng nhau thì em suy ra được các cạnh tương ứng và các góc tương ứng bằng nhau. Như vậy chúng ta sẽ suy ra được hai cạnh tương ứng bằng nhau, tức là BA bằng BH. Cạnh BA bằng cạnh BH. Và suy ra được là EA cũng bằng EH. EA cũng bằng EH. Đây là hai cạnh tương ứng, đúng không ạ? Như thế là chúng ta đã chỉ ra được hai cặp cạnh tương ứng như này. Sau khi chỉ ra được như này rồi thì ta có cái đoạn BA bằng BH. Vậy thì em sẽ suy ra được B. B này cách đều hai đầu mút, vậy suy ra B thuộc trung trực của AH, đúng không ạ? BA này bằng BH, suy ra B nó thuộc trung trực, thuộc trung trực của AH. Cô đặt cái này là 1. EA lại bằng EH. E cách đều hai đầu mút thì E cũng thuộc đường trung trực của AH, đúng không ạ? EA này bằng EH nên suy ra E thuộc trung trực của AH. Thế một đường thẳng thì nó kem mà xác định được hai điểm. Qua hai điểm thì chúng ta sẽ vẽ được đường thẳng, đúng không ạ? Vậy chúng ta có là gì? Cái điểm B này thuộc đường trung trực, H cũng thuộc đường trực. Như vậy thì từ 1 và 2 các em sẽ suy ra được BH chính là đường trung trực của A. Đây, E, xin lỗi các em, E thuộc đường trung trực nhé, không phải H đâu. Từ đây là E. Đây là E thuộc trung trực của AH nhé. Đấy, cô vừa bị nhầm đấy, đúng không ạ? B
thuộc đường trung trực, E cũng thuộc đường trung trực. Vậy thì suy ra BE chính là trung trực của AH. Từ 1 và 2 các em sẽ suy ra. Từ 1 và 2 các em sẽ suy ra được BE chính là đường trung trực của đoạn AH. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được ý A và ý B của bài tập số 8. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng sang ý C. Bạn nào cần thì có thể dừng video giảng của cô đây một chút nhé. Ta sẽ sang ý C như sau. Ta sang ý C này. Ý C cần chứng minh rằng EK bằng EC. Đây, EK bằng EC. Vậy các em đi xét cho cô hai tam giác, đó là tam giác AEK và tam giác HEC. Cô đặt đây là góc E1 thì nó sẽ bằng góc E2 ở vị trí đối đỉnh này. Hai cạnh này thì chúng ta chứng minh bằng nhau theo chứng minh trên đây này. EA bằng EH ta đã chứng minh được đúng không ạ? Vậy các em xét hai tam giác là AEK và tam giác HEC có góc A đây này thì bằng góc H cùng bằng 90 độ, đúng chưa? EA thì bằng EH theo chứng minh trên, góc E1 bằng góc E2 đối đỉnh, như vậy hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc, đúng không ạ? Đây, các em xét cái tam giác AEK và tam giác H EC. Hai cái tam giác này có này. Có góc A thì bằng góc H bằng 90 độ. Thứ hai nó là cạnh EA bằng EH. Cái này là theo câu B đấy. Câu B ta đã chỉ ra rồi. Tiếp theo nữa là ta có góc E1 bằng góc E2, hai góc này ở vị trí đối đỉnh. Như vậy, từ những cái này, các em sẽ suy ra được là tam giác AEK sẽ bằng với tam giác HEC. Hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. Thế hai tam giác bằng nhau thì em sẽ suy ra được hai cạnh tương ứng, đó là EK. Cạnh EK sẽ bằng cạnh EC, là hai cạnh tương ứng. Đây là hai cạnh tương ứng. Như vậy là chúng ta đã chứng minh xong được câu C. Cuối cùng chúng ta còn một ý nữa là ý D. Bạn nào cần có thể dừng video giảng của cô ở đây một chút nhé. Để chúng ta sang ý D như sau. Ý D này. Chứng minh rằng EA nhỏ hơn EC. Chứng minh EA nhỏ hơn EA nhỏ hơn EC. Thế các em xét cho cô trong tam giác là AEK. Đây, câu D này. Các em xét trong tam giác AEK. Cái tam giác này có góc A bằng 90 độ. Góc A bằng 90 độ, vậy suy ra EK sẽ là cạnh huyền, vậy EK sẽ là cạnh lớn nhất, đúng không ạ? EK là cạnh huyền. Mà EK là cạnh huyền thì chúng ta sẽ suy ra được là EK sẽ lớn hơn EA. EK sẽ lớn hơn là AE. Đúng không ạ? Cạnh huyền thì nó phải là lớn nhất, tức là EK nó phải lớn hơn AE. Mà theo câu C thì ta lại có EK bằng EC. Mà hoặc là các em có thể viết lại tương đương với AE nhỏ hơn là EK. Mà ta lại biết là EK thì lại bằng EC. Cái này là theo câu C.
nên các em sẽ suy ra được ở đâu có EK các em thay bằng EC vào. Như vậy là AE nó cũng sẽ nhỏ hơn EC. Đây này, AE nhỏ hơn EK mà hai cái đoạn này bằng nhau, tức là cái này bằng cái này. Như vậy cô thay EK bằng EC vào thì chúng ta sẽ có AE nhỏ hơn là EC. Và đây chính là điều phải chứng minh. Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được thêm 3 bài tập, từ bài tập số 6 đến hết bài tập số 8. Các em hãy về làm nốt cho cô các bài tập còn lại nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn các em nốt bài tập còn lại. Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.